Giờ đó kêu cái bà cô đó đó kêu dẫn mấy chị em đó luôn, cả hai chị em gái luôn, dẫn xuống đây. Đó, nếu mà nói tôi á, nói mấy đứa nhỏ rất là sợ tôi hay là cái gì đó, kêu mấy đứa nhỏ xuống đây, rồi kêu luôn cả hai chị em đó xuống đây đối diện với tôi nói chuyện cho ra lẽ, chứ đừng có vu khống cái kiểu đó là không được với tôi đó nha. Dạ thì Chọc xin gửi lời chào đến quý bà của chú anh chị. Và hiện tại Chọc đang có mặt ở vườn ve chai của anh Trắng của anh chị. Thì tối hôm qua anh Trắng cũng có gọi cho anh em trong nhóm, nói là hôm nay xuống để mà trao một cái số tiền của anh Trắng. Anh Trắng hiện đang giữ cho 5 đứa trẻ. Thì hôm nay Chọc đến đây và anh Trắng có bật công việc và đi làm. Thì sẽ đi vô trong đây, có vợ của anh Trắng ở đây của anh chị, và hỏi cái câu chuyện này như thế nào. Thì mấy bé, hai bé lớn thì lên nói vợ chồng anh Trắng, hoặc là có những cái bình luận trái chiêu. Thì mời tất cả quý bà anh chị vô để mà phỏng vấn người vợ của anh Trắng câu chuyện như nào. Thì mời quý anh chị hãy theo chân Chọc ha. Nào đâu mà hả, tôi giao tiền người này người kia tôi cũng không giao. Bây giờ là chị, nếu mà hôm nay mà mấy đứa nhỏ hôm qua là chị nói anh Trắng là chồng chị là giao lại cho bên cậu đúng không? Thì tôi hả không có cho dính líu gì gì nữa, mệt. Rồi mới còn không có gì trong đó hết trơn mà mệt mỏi quá. Đó bây giờ là tôi là hả chiều nay là chồng tôi về là tôi kêu hả chồng tôi hả cho hả thôi bây giờ giữ tiền á, kêu ba đứa nhỏ lên lấy tiền, còn ba đứa nhỏ không lên lấy tiền thì giao lại cho cậu nó hay là bà ngoại nó gì không nhận nữa. Mà đúng là thật sự luôn, anh Trắng không có dính líu gì. Chứ để bây giờ đi giao giờ tôi không tin ai á. Hiện tại là tôi chỉ là biết thằng Dũng với mẹ Dũng thôi. Tôi chỉ biết mẹ Dũng với Dũng thôi. Chứ ở đây tôi cũng đâu không biết ai. Giống như ví dụ như mà mấy đứa nhỏ bên nội nó xuống đây thì cùng mà thì tôi sẽ giao lại cho ba đứa tụi nó là có bên chính quyền rồi luôn. Thì cứ bây giờ ba đứa nhỏ về đây thì tôi sẽ giao lại cho ba đứa đó rồi xong. Muốn làm gì làm, mấy đứa nó muốn làm gì làm. Mà không cho ba đứa nhỏ về đây nhận tiền mà nói chuyện với tôi á thì đó là tôi giao lại cho cậu hoặc bà ngoại. Chứ thật sự là anh Trắng ảnh cứ nhận cái kiểu này ảnh khổ, khó xử ảnh nữa. Không có làm ăn gì được hết. Chứ đi ăn hả, chứ mà chưa tới luôn rồi. Ngày hôm qua cái đội mới vừa đi làm về chưa có ăn cơm nước gì á là hả kêu ổng ngồi cái bữa trời hả nói gì tùm lum, có nhiêu đó chuyện thôi mà nói hoài. Mệt mỏi tôi không có cho chồng tôi dính líu gì nữa, mệt mỏi lắm. Cái này giống như mà làm ơn mất quán vậy. Mà ở đây từ hồi đó với mình, hồi đó hai con nhỏ gái lớn đó nha, là hai chị em nó lên đây trước đó, chưa có 1.000 nào hết trơn á, chính tôi còn bỏ tiền ra mướn nhà mà nay hai chị em nó mở miệng ra nói vậy. Bây giờ kêu á mấy chị em nó lên đây nói chuyện đàng hoàng với tôi, phải lên đây ba mặt một lời lên YouTube nói chuyện với tôi giao tiền lại cho ba đứa, còn mà nếu mà không lên đó nha là tôi sẽ cho chồng tôi á tiền đó là tôi cho cậu nó hoặc bà ngoại nó. Tôi ở đây là chỉ có hai người đó là mới có quan tâm mấy đứa nhỏ này là có tôi đó, là ở đây tôi chỉ biết hai người đó là tôi sẽ giao lại, còn tôi là với chồng tôi không biết gì hết. Đừng có ai lại đây thì hôm nay chị cũng đã lên nói lên luôn là anh Trắng muốn giao tiền lại đó, thì kêu ba đứa nhỏ về đây để mà giao tiền cho xong xuôi. Đó là không muốn dính líu nữa. Còn nếu mà không xuống, không lên đây mà để anh Trắng trao tiền thì anh Trắng sẽ trao cho cậu hoặc là bà ngoại. Đó. Là có anh em ở đây quay lại là làm bằng chứng. Là tôi, cái đó là tôi nói thôi chứ còn quyết định á là cho giao cho ai á là do chồng tôi nữa. Nào tôi là chỉ bức xúc là như vậy á, như tôi muốn là như vậy, còn ăn thua là do chồng tôi. Nói chung là chị cũng không có muốn dính líu nữa. Tôi phức tạp lắm nữa, tới lui còn bị nói này nói nọ nó mệt. Thì ở đây thì mạnh thường quân của bên em cũng đã ngưng hỗ trợ. Đã ngưng lại rồi. Thì sáng em cũng có điện cho một số mạnh thường quân của bên em, thì mạnh thường quân bên em là nói là thôi bây giờ không sẽ đưa vào cái công quỹ là em trao cho những cái hoàn cảnh khác chứ không có trao nữa. Thì đó thì kệ nó muốn, cái đó là do chị em nó muốn muốn em nó khổ thôi thì kệ nó, để cho khổ luôn đi. Hôm qua tụi em cũng có điện cho người nhà,
thì mình muốn là trao cái số tiền cho nó xong thì người ta thương mấy đứa nhỏ đó kêu xuống đây để anh Trắng trao luôn rồi sẵn đó dẫn rồi. Mấy đứa nhỏ đi đâu mất tiền giờ ta kiếm không ra nữa. Nó sẵn là anh Trắng trao cái số tiền đang giữ rồi trong đó là em sẽ trao luôn cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi mà người nhà lại không xuống kêu có gì thì lên để mà trao cho bà nội để đứng tên đó. Nếu mà họ mà tôi nói mà chiều nay để chồng tôi về á mà sẽ lên YouTube nữa, tại vì ngày hôm qua có cái người nào lại đây là lên YouTube á, chồng tôi cũng nói là bữa nay là kêu á là bàn giao lại hết cho gia đình nó không muốn dính líu gì nữa, mệt mỏi lắm rồi cho anh Trắng. Nhưng mà bây giờ ổng mất đi làm rồi, bây giờ ổng không có ở nhà đó, thì hôm nay thì đây là chị là vợ của anh Trắng của chú anh chị đó, cũng rất là bức xúc trong suốt thời gian qua rồi không có làm ăn gì được hết đó, thì giữ cái số tiền mà cứ nói này nói nọ hoài chứ cũng... ai ăn giọng gì đó. Chị còn sống là mình là vẫn chia cái tấm bạc cho chị ngủ đúng không mà có che giờ tháo ra hết rồi, tôi chuẩn bị đang dọn dẹp mà tới nay còn chưa dọn cái gì sao tại bé thứ ba bé Nhi nó có nói là lúc nếu mà như anh Trắng anh thương mà sao anh không che cái chòi hả. Dạ đúng, chị có nghe tôi không? Đâu phải là tỷ phú đâu. Dạ. Mình nghĩ đi, tôi đâu phải là tỷ phú, tôi là nhà có, dân có tiền đâu, tôi còn xin đất, tôi còn xin chỗ đất của người ta, tôi ở đỡ ở tạm nữa. Ở đâu mà lấy đâu cắt cho nó, tôi mai có như đây nè, tôi còn bị người ta la lên la xuống công an tới lui la hoài nữa. Mà ở đâu mà cắt cái chòi lên cho mẹ nó ở. Cái này mình là cũng là người dân, mình thương là mình thương, mình cho miếng ăn hoặc là mình cho tiền chứ còn đâu đó, tôi để cho mẹ con nó ở đây á, tôi còn bị á mấy công an rồi tới lui đuổi tôi tối ngày nữa, mà còn chửi tôi còn hơn chửi trâu chửi bò nữa, mà ở đâu mà cắt được cho tụi nó. Dạ. Thì ngày hôm nay á, thì anh Trắng cũng có hẹn tụi em với lại là điện ở bên mấy đứa nhỏ để tới đây mà giống như là ba mặt một lời là mình lấy số tiền đó tôi, thêm bởi vì tôi muốn nó kêu ra ủy ban để mình làm cho rõ ràng một lần luôn. Nhưng mà còn nó nói cái gì á, thì nó lên đây nó nói với tôi ba mặt một lời nói chuyện đó, còn mà nó mà không lên á là tiền này á là tôi sẽ một là tôi đưa cho bà ngoại nó, hai là cậu nó thôi, chỉ có hai người đó là gia đình của nó đó, là tôi trao lại là tôi với chồng tôi là không có dính líu gì nữa rồi, mới mốt ai đừng lại đây kiếm tôi không biết gì hết đó. Tôi bực bội lắm thật sự đó. Vậy thôi, thật sự mà anh Trắng ảnh nhận cái số tiền này bây giờ ảnh rất là khổ sở luôn, chứ giờ nó giữa ăn không yên nữa. Tối hết người này bàn hết ở này ở tùm lum tùm la ai mà ăn gì. Mình giúp cho nó không giúp thôi chứ mà ăn gì, đã mẹ nó vậy rồi mấy đứa này nó cũng khổ nữa, bù lông bù lóc ăn uống gì hả. Gặp thằng cha nó phải thằng cha đàng hoàng đâu, thằng cha hả vô trách nhiệm nữa, không có làm được cái gì cho con mình hết trơn rồi hả. Hở nay bỏ con không nuôi mà còn đó, vợ ở đây ôm năm đứa con mà thằng cha còn xuống xin tiền nẹo tiền vợ nữa, nẹo tiền luôn cả con nhỏ gái lớn, chính con nhỏ gái lớn đưa tiền cho cha nó là chính tôi chứng kiến chị thấy luôn ha. Mà bây giờ nói cha nó tốt, nó tôi kêu nó lên đây nói chuyện với tôi, dẫn mấy đứa em nó lên đây, tôi sẽ bao nhiêu tiền tôi giữ của tụi nó tôi sẽ trả lại hết cho tụi nó, đưa lại hết cho tụi nó, kêu tụi nó lên đây nói chuyện với tôi chỉ là nói vậy đó. Thì trước lúc em cũng có nghe nói là lúc mà chưa có Mạnh Thường Quân mà chị Thủy mắc á, thì anh Trắng cũng là kêu cáo quan lại đó, kêu lo đồ này nọ, đâu có ai đứng ra lo đâu. Yeah. Đó, nếu mà bây giờ tôi hỏi nếu mà không có cái tiền này á, chồng tôi phải bỏ tiền ra. Yeah, đúng đó rồi. Bây giờ có được có mấy chục triệu mà nói chồng tôi á là lấy tiền của mấy đứa nhỏ ăn, bây giờ mấy đứa nhỏ phải khổ sở, nói vậy sao suy nghĩ sao mà nói vậy. Mà cái con người đó tôi không biết sự bà là đó, anh bà, Trắng bà, chỉ bà, là giữ thì... số tiền để mà trao chứ mà cho dù có xài thì anh cũng phải bù vô cho được. Chứ đâu có dám mà đưa thiếu được. Thì đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mà nói mấy vậy? Nhỏ xuống đây để đưa lại mà nó không xuống đâu, nó bắt mình bắt mấy đứa nhỏ đi đâu mất tiêu rồi, giờ đổi thừa chồng tôi lấy tiền là sao? Nói gì nè, là em có liên hệ đến bên cô đó, cô nói là nói mấy đứa nhỏ này rất là sợ ở dưới đây. Cho nên là không dám xuống, nói là ai đánh mấy đứa nhỏ tùm lum la hết. Bây giờ kêu cái bà cô đó kêu dẫn mấy chị em nó luôn, cả hai chị em gái luôn, dẫn xuống đây. Đó, nếu mà nói tôi á, nói mấy đứa nhỏ rất là sợ tôi hay là cái gì đó, kêu mấy đứa nhỏ xuống đây, rồi kêu luôn cả hai chị em đó xuống đây đối diện với tôi.
nói chuyện cho ra lẽ, chứ đừng có vu khống cái kiểu đó là không được với tôi á nha. Chị đó, chị thêm lên hai mấy chị em lên ngồi nói không? Hả? Nói là ai đây đánh mấy nói, đứa tùm lum hết. Cậu nó nói chồng tôi là bóp cổ mấy đứa nhỏ. Nghĩ sao sức chồng tôi bóp cổ chắc em nó còn sống hả? Dạ. Mai là nhiều khi chồng tôi đánh tôi đây tôi chịu không nổi nữa mà bóp cổ em nó sao chịu nổi. Rồi chị xem được cái clip đó chị cảm thấy như thế nào, đúng là sự thật không? Tôi bực bội mà tôi mắc ở đây nhà làm không là đâu có ở không đâu, chỉ có chồng tôi thì nó đi vô chổng người ta làm YouTube này nọ thì nói thôi chứ tôi bức xúc vậy cũng đâu có làm được mẹ gì đâu mà chỉ mong là gặp được mấy chị em nó, kêu mấy chị em nó lên đây nè để cho tôi gặp, để tôi đối chiếu với tụi nó như ba mặt một lời cho xong. Mà chứ đừng có mà không có người ta cái nói cái này nói kia nói nọ, muốn nói gì nói đâu, vô khống ta vậy đâu có được. Tôi nói vậy kêu bây giờ nói với tôi mà mấy đứa nhỏ lên đây mà sợ tôi đánh đập hay là gì sợ tôi thì kêu mấy đứa nhỏ lên đây, dẫn mấy đứa nhỏ lên đây đối diện với tôi là biết sẽ ra lẽ hết. Yeah. Sẽ biết rồi, kêu luôn cả hai chị em nhỏ gái lớn. Dạ lớn ha. Nhất là hai chị em nhỏ gái lớn đó. Thật sự anh Trắng ảnh chỉ giữ số tiền để mà giúp cho mấy đứa cháu thôi, mà hổng gà thì ai cũng nói này nói nọ, ảnh rất là khó xử mà luôn. Nghĩ sao mà chính chị em nó, tôi còn sợ không có đồ mặc, đồ này nọ. Lúc mà mướn nhà trọ, ở trong nhà trọ, tôi còn sạn quần áo đồ này nọ chính cho chị em nó mặc nữa đó. Mà chưa có trả ơn tôi được cái gì nữa mà nói tôi là như thế này thế nọ, bỏ đói. Mà chính ngày hôm bữa mới đây thôi nè, chưa đầy một tháng, hai tháng nữa, là chính con nhỏ chị hai lớn nữa lên đây không có một đồng xu nào đó, không biết ở đâu đi theo chồng đi theo. Ở đâu á, đi về đây nè, ở đây một tháng trời, đi về đây đâu có đồng bạc nào đâu, chính tôi phải đưa tiền cho nó ăn nữa, mà bây giờ tự nhiên nói tôi vậy. Có nghĩa là người chị lớn đi đâu về xong rồi ở đây không có tiền bạc vậy, chị cũng mang cả tháng luôn. Còn không có một đồng xu nào á, chính tôi còn cho tiền á, đổ xăng đi xe nữa mà nói tôi vậy á. Chưa cho tôi được cái gì nữa, chưa có một lời cảm ơn tôi nữa mà bây giờ á. Quạch mặt á, bây giờ để cho em nó nói chuyện, nó không có nói gì tôi, con nhỏ con gái lớn, nhỏ chị hai á không có nói gì tôi biết, tại vì những cái câu nói đó là toàn là giả dối không à. Bởi vì á, nhìn cái khuôn mặt của con chị á là biết ngượng, mà con chị không nói gì mà lại để cho nhỏ em nói vậy chi vậy. Tôi chỉ trách là con chị nói như vậy, để cho em nó nói là ông Trắng như vậy rồi cậu nói như vậy, bởi vì tôi mới tức thôi. Chứ còn con chị nói hoài ra, con chị nó không có nói gì ở đây hết á, chỉ có con nhỏ em á, không biết sao nhỏ em lại mở miệng ra nói được như vậy hay thiệt. Tôi không biết có ai dạy hay ai xúi gì cũng không biết. Dạ, sự bây giờ chị rất là bức xúc vì cái chuyện này luôn. Không, mình đã giúp rồi, trước chưa có Mạnh Thường Quân và anh Trắng cũng đã lo cái hậu sự này. Chứ đâu có nghĩ là có Mạnh Thường Quân đúng không chị? Lúc đó chưa có ai nữa, chính ở đây nè, con Thủy lấy hơi lên là tôi đã kêu chở con Thủy đi bệnh viện rồi, ở đây chở đi bệnh viện rồi, mà ở trên đường đi chồng tôi gọi lên là nói Thủy chết rồi, bởi vậy giờ cũng không biết sao nếu mà chở về đây, đất đai của người ta ở đây sao mà chở về được. Chở về đây rồi hả, chủ đất sợ người ta biết được, người ta không có cho ở nữa, rồi biết đi đâu. Bởi vậy mới gọi cho thằng Tam với thằng cậu nó là bây giờ chở lên nhà mẹ nó đi. Chở lên nhà mẹ nó để đi rồi. Ở đây chồng tôi sắp xếp xong rồi đi lên. Mẹ nó đâu có cho đâu. Bên chồng của bà mẹ nó cũng đâu có cho ở trển đâu. Là bởi bên nội hay là bên ngoại chị? Ở bên ngoại nó. Bên ngoại. Là ở bên mẹ anh Thủy á. Đó là ở bên đó người ta cũng không cho, mới chở vô đây. Vô đây rồi tự ông Trắng ông đứng ra ông làm này nọ, chứ có ai làm gì đâu. Dạ. Đi sớm giờ. Đó cơ chứ có ai mà làm mà đứng ra làm mà gia đình của nó xuống cũng có cho được, có phụ giúp đỡ được ngàn nào đâu mà nói người ta ăn giọng gì trong đây.
Nếu mà cái đám ma này mà nếu mà không có ai mà bố thí cho được ngàn nào á, chắc chồng tôi cũng bỏ ra chứ ai chịu. Yeah. Nhưng mà một khi á, là chồng đã con thủy nó ở đây rồi, không lẽ giờ chồng tôi không chịu, bây giờ ai chịu bây giờ. Yeah. Đã ở đây với tôi từ là hồi nào cái giờ mà cậu cháu nó mà à, mà nói vậy. Tôi không hiểu sao hai chị em nó bị gì nữa. Tôi đang tiếp xúc lắm á, tôi thật sự đang muốn biết chị em nó ở đâu á, tôi muốn gặp chị em nó. Mà bây giờ không biết ở đâu mà bây giờ kiếm giờ. Bởi vậy á, bây giờ tôi chỉ còn cái cách này á, là buộc nó phải về đây nói chuyện với tôi. Là bây giờ tôi còn đang giữ tiền của những mấy đứa đó. Yeah. Buộc là tụi nó phải về đây, tôi trả tiền cho tụi nó. Thì bây giờ chồng tôi còn giữ mấy chục triệu của nó á. Yeah. Bây giờ ba chị em lên đây, tôi sẽ trả tiền lại. Yeah. Cho ba chị em nó lên đây nói chuyện với tôi. Đó, chỉ có vậy thôi, rồi tôi sẽ giao tiền lại hết. Yeah. Cho nói chung là chị chỉ muốn là bây giờ ba chị em lên đây đó, để mà chị trao tiền cho xong, chứ không muốn dính líu nữa. Không muốn dính líu gì nữa hết á. Rồi em lên đây tôi sẽ trả tiền lại đó. Yeah. Kêu ca năm đứa tụi nó lên đây đối diện nói tôi là quýnh đập hay vu khống gì đó thì cứ lên đây rồi tôi sẽ bàn giao tiền trả tiền lại. Dạ. Đó. Còn nếu mà mấy bé mà không xuống thì chị sẽ trao một số tiền của anh Trắng hiện tại đang giữ cho ông bà ngoại. Bà ngoại cậu là cậu. À. Đó, vậy thôi. Rồi nó xài hết thì gán chịu. Dạ. Tôi đó tôi không biết gì. Bây giờ chị có cho thời gian không? Lên cái clip này chị nói đi. Có cho thôi, thời gian không? Em đâu có quyết định, đã em nói rồi lên nói vậy chị thôi. Nói vậy thôi đúng không? Là do chồng em mà. À. Mới không dễ chửi em nữa. Dạ. Em nói chung biết. Là chị mong muốn là bây giờ mấy đứa về đây để mà cho anh Trắng để trao lại số tiền. Để cho ổng chia trao lại cho nó thôi. Là ý nguyện của ổng là chỉ trao cho nó thôi chứ. Dạ. Còn trao cho người này kia là ổng không có trao. Dạ. Chỉ là trao cho mấy đứa nhỏ thôi. Dạ. Nói chung là ổng là ý nguyện trao cho mấy đứa nhỏ còn thôi. Còn như em á là nếu mà tụi nó không lên á là em sẽ trao cho người khác là ý của em. Dạ. Còn dạ, cô chú anh chị, clip chọc cũng đến đây xin kết thúc. Tại vì chọc quay ngoài nắng cho nên máy nó nóng quá tắt bất ngờ. Thì clip chọc đến đây cũng xin kết thúc về cái clip này. Thì quý anh chị nào xem có yêu thương chọc thì hãy cho chọc. Hoặc là có cái ý kiến gì hãy bình để lại bình luận. Và cô chú anh chị xem có thương chọc hãy cho chọc một cái đăng ký kênh. Dạ, clip chọc đến đây kết thúc. Xin hẹn quý bà anh chị những clip tiếp theo. Bye bye quý anh chị ạ.